Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải, mua bán tải các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Wildtrak 3.2. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này đã lăn bánh được 6.8 km rồi quý vị và các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì ở cái phiên bản 3.2 là phiên bản đủ, phiên bản cao cấp nhất rồi các bạn ạ. Full option, từ cảnh báo lệch làn, phanh khoảng cách, tất cả đầy đủ hết cả rồi. Cảnh báo áp suất lốp đầy đủ rồi. Chiếc xe còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Với chiếc xe này chúng tôi đang đăng bán giá là 615 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Wildtrak 3.2 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 3.2 2016 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 2016 này các bạn nhé. Chiếc xe này được đăng ký màu đen, và chiếc xe này thì quý bạn thấy đấy ạ, nhìn về bên ngoài thì đã được chủ xe lắp thêm cái giá nóc này và vai thể thao đầy đủ cả luôn các bạn ạ, rất là đẹp, rất là khỏe luôn các bạn nhé. Màu đen rất là nam tính, khỏe mạnh này. Trước tiên thì mời quý vị các bạn cùng tôi đi xem về cái phần nước sơn bên ngoài. Phiên bản này là phiên bản 3.2, phiên bản đủ cho nên là chủ xe đi cũng rất là ít và lại giữ gìn các bạn nhé, cho nên là còn rất là đẹp này. Nước sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều đấy ạ. Nhìn về cái phần đầu thì các bạn thấy đấy ạ, chiếc xe này còn rất là đẹp. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ đèn pha bi xenon ông này, đèn gầm này, cảm biến trước này, đầy đủ hết cả rồi các bạn ạ. Cảm biến trước này, cụm đèn pha này còn rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Toàn bộ từ những cái mặt ca lăng các bạn xem đây ạ, mặt ca lăng cũng còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Đó, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Đó, rất là đẹp luôn này. Gương chiếu hậu là được gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương các bạn nhé. Phiên bản này là cái phiên bản 3.2. Đấy, phiên bản 3.2 số tự động các bạn ạ, hai cầu. Đấy, dàn lốp này còn rất đẹp luôn. Bậc cửa này đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần đằng sau thì các bạn thấy đây ạ, đây là cái cụm đèn hậu các bạn nhé. Cụm đèn hậu này. Đấy, cụm đèn hậu rất là đẹp này. Camera lùi này, logo này. Đấy,
cảm biến sau này, cảm biến là quanh xe rồi các bạn nhé. Đấy, đây là cái cụm đèn hậu này, cụm đèn hậu cũng rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Và đây là cái phần gầm. Thưa với quý vị và các bạn, cái phần gầm những chiếc xe chạy Hà Nội thì gầm rất là đẹp các bạn nhé, không có bị va chạm cũng không có bị dỉ xét thì các bạn nhé, khác với những chiếc xe chạy ở tỉnh này. Đấy, rất là đẹp này, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Nhìn về cái phần thân vỏ bên ngoài thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong nhé. Đây là cái phần keo chỉ bên trong này. Đấy, keo chỉ bên trong rất là đẹp này. Đấy, ghế thì đã được trang bị là ghế điện rồi các bạn nhé. Nội thất da, ghế điện này, vô lăng này, vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, đầy đủ luôn các bạn này. Đấy, rất là đẹp và rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Trải sàn 5D này đã có đầy đủ rồi. Đấy, và đây là cái táp bi cánh cửa này, đều mới luôn các bạn nhé. Ford Ranger Wildtrak 3.2 này. Đấy, nội thất rất đẹp luôn. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option bên trong này. Đồng hồ công tơ mét là 6.8 quý bạn nhé. Đấy, option rất là nhiều này. Phanh khoảng cách, cảnh báo lệch làn, đầy đủ cả rồi các bạn ạ. Màn hình, đấy, điều hòa tự động, hai vùng độc lập này, vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, cruise control, ga tự động kiểm soát hành trình ấy, đầy đủ luôn các bạn nhé. Đấy, nội thất này rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Cần số vô lăng, tay phanh đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, và đây là cái bên trên là có giá nóc này, vai thể thao này, đầy đủ rồi này. Nắp thùng sau này, à cái đây là cái nắp thùng sau để xem là có bị đâm đụng hay va chạm gì không các bạn nhá. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn này. Đấy, đều rất đẹp luôn các bạn nhá. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem đây. Cánh cửa phía sau bên phụ này đều rất đẹp này, táp bi cánh cửa này đều đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, trải sàn da này, trải sàn da đầy đủ cả rồi này. Đấy, rất đẹp. Cánh cửa phía trước này, cánh cửa phía trước này đều đẹp luôn các bạn nhé. Rất là mới luôn quý bạn ạ, một chiếc xe 2016 đều đẹp luôn ạ, đẹp đều cả xe. Tại vì ở cái phiên bản 3.2 này là như ở cái phiên bản cao cấp, cho nên là gần như những ông chủ nào đi những chiếc xe này thì đều giữ gìn quý bạn ạ. Đấy, cho nên là rất đẹp này. Ford cũng đã trang bị cho chiếc Wildtrak 3.2 này là một cái khối động cơ này là 3.2 các bạn nhé, động cơ turbo 3.2 này. Đấy, và tất cả là còn nguyên bản và còn rất đẹp đây các bạn này, từ ốc cabo này, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé, còn rất đẹp luôn đấy ạ, không những còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, cabo này, keo chỉ cabo này, và cái phần động cơ cũng còn rất là mới các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này chúng tôi mua về là chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì đâu này, còn bẩn nguyên đây này, chưa có dọn dẹp gì các bạn nhé, còn bẩn nguyên đấy ạ. Mà đã đẹp như này rồi thì là chủ xe rất là giữ gìn các bạn ạ. Đấy, chủ xe rất giữ cho nên là cái động cơ này nó mới đẹp và còn nguyên bản như này này, tất cả những cái ốc này là còn nguyên bản hết nhá. Đấy, rất đẹp luôn các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Ford Ranger Wildtrak phiên bản 3.2 sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh được 6.8 km quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán tại cửa hàng chúng tôi với cái giá là 615 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe
Ford Ranger Wildtrak 3.2 2016 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn này quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.